Nó trang rồi. Thanh Liêm, Thanh Liêm. Đồ ánh của Thanh Liêm. Chưa nhìn ra biết xanh cả. Đại đội này giữa sớm chúng tôi xin công bố kết quả. Alo. Anh xong rồi. Sau 17 giây thi đấu, hiệp thi đấu thứ nhất, đội ánh của Thanh Liêm thắng và đội ánh Thanh Liêm đạt huy chương đồng. Nội dung tự do nam đại hội. Vâng, mời ông Đỗ Lương Vinh, phó phòng quản lý thể dục thể thao lên trao phần thưởng cho đô ánh của Thanh Liêm. Tính ăn bớt của cháu à? Đây đều là phải giới thiệu với cha. Anh qua đi.